tại chợ Đồng Xuân ở nằm ở trung tâm thủ đô Berlin, và đây là ngôi chợ mà 80% là của người Việt Nam và còn 20% còn lại là của các cửa hàng của người Trung Quốc, của Pakistan. Rồi ở đây các bạn coi, ở đây có những cửa hàng neo nè, cửa hàng bán vật dụng đồ ăn Việt Nam này, quần áo và làm tóc, nói chung là vân vân, không thiếu một cái gì hết. Không chỉ là nơi buôn bán của người Việt mà là nơi để người Việt Nam chúng ta gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm sống ở bên đất nước Úc Đức này. Và bây giờ các bạn hãy theo chân Ngân đi vào bên trong và xem những cửa hàng bên trong nó sẽ bán những cái gì nhé. Mời mọi người cùng vô. Chung là tất cả các món các bạn, không thiếu gì cả. Còn đây là quầy châu Á nước tương, mình sẽ đi lên trên. Đây là các loại nước sốt, nước tương, tương ớt, đường xí mũi. Bánh giò, bánh bột lọc, xôi đậu phộng, xôi phộng các bạn. Tất cả các xôi bò, bánh tiêu, bánh cam, nhiều loại, không tí gì cả. Mình sẽ mua một loại bánh này, gọi là bánh gai, bánh dày nữa. Của kia ở đó mẹ. Mua xong về đổ nước đi em, về cộng rồi với cái nước của mẹ, nhà. Mẹ coi bịch nêm bao nhiêu bịch, mua con bịch. Con bịch bao nhiêu? Nó rẻ. Hả? Không, đừng muốn nặng lắm, nhà còn một bịch nữa. Ờ, bên đó thôi, mua đó. Mua con bịch nhé. Mà đi qua cái hàng.
bột nêm, bột ngọt này, bột ngọt này, me chua và các loại bánh. Không có. Đây là mì gói các bạn, mì gói tất cả các mì, loại mì Việt Nam như là phở bò, lẩu Thái, hảo hảo, omachi, miến cua luôn các bạn. Nói chung không thiếu gì. Đây là tâm dung rồi. Chợ Đồng Xuân này là tất cả là mình đều giao tiếp với nhau là bằng tiếng Việt, có cả tiếng Việt lộn các bạn. Ở này sát đi trang chợ Bến Thành các bạn. Người có công thành lập ra trung tâm thương mại này là ông Nguyễn Văn Hiền, quê ở Ninh Bình. Và năm 2003, ông đã mua vĩnh viễn khoảng 18 hecta đất và thành lập ra trung tâm thương mại này. Khiến mình thì đồn xa, người dân bản địa đến đây mua bán đồ rất là đông. Và đây, cửa hàng đầu tiên của chúng ta là có một cửa tiệm hàng cắt tóc của người Việt Nam. Kế bên Ngân là một cửa tiệm bán hàng thực phẩm, đồ ăn, đồ uống, các loại bánh, rau củ quả của người Việt Nam luôn. Rất là nhiều đồ ăn của Việt Nam, nói chung là không thiếu cái gì hết đó. Người Việt Nam tới đây mua cũng rất là đông. Và Ngân được biết thì cái tên chợ Đồng Xuân được đặt theo tên của chợ Đồng Xuân giống như ở ngoài Hà Nội các bạn. Kế bên tay trái của Ngân có một quán ăn của Hà Nội, quán ăn đặc trưng rất là nổi tiếng, có rất là nhiều món của Hà Nội luôn. Xíu là sẽ vô ăn thử tất cả loại trái cây của Việt Nam đều có mặt, nhìn rất là ngon luôn. Hiện tại ở đây tất cả các khu chợ Đồng Xuân này có khoảng 250 cửa hàng các bạn. 80% cửa hàng là của Việt Nam này. Người Việt Nam rất là đông luôn. Còn lại là của người Trung Quốc, Pakistan. Tại là tính theo dân số thì có khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống ở Berlin. Một con số rất là khủng. Ở bên phải của Ngân là cửa hàng thực phẩm châu Á, Thú Liên. Nói chung là bước vào đây giống như mình đang ở Việt Nam vậy. Thật là đáng tự hào cho người Việt Nam chúng ta đã xây dựng được sự nghiệp thành công ở nơi xứ lạ quê người. Thật đáng là khâm phục.